Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái chủ đề, đó chính là top những chiếc smartphone và cụ thể là những chiếc iPhone bán chạy nhất trong những tháng đầu năm của năm 2021. Và cụ thể thì đó là những chiếc iPhone nào cũng như là những lý do nào mà khiến chúng được bán chạy như thế thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Và nếu như các bạn nào đã quan tâm tới bất kỳ những sản phẩm nào của nhà Apple thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Và đây là cái biểu đồ top 10 những chiếc điện thoại được bán chạy nhất vào quý 1 năm 2021. Thì như các bạn cũng có thể thấy là 4 chiếc điện thoại đầu tiên thì đều là những chiếc iPhone, từ iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max cho tới là chiếc iPhone 11. Và chúng ta sẽ nói về chiếc iPhone 12 trước, chiếc máy đang đứng đầu trong danh sách này. Và chiếc iPhone 12 thì đang được bán tại Clickbait với mức giá là hơn 19 triệu đồng. Và cái lý do mà chiếc iPhone 12 này được nhiều người dùng ưa chuộng như vậy thì cái lý do đầu tiên mình nghĩ đó là bởi vì chiếc iPhone 12 này nó nằm trong bộ 4 iPhone 12 series, những chiếc iPhone mới nhất của nhà Apple. Cái lý do tiếp theo mà khiến chiếc iPhone 12 này được nhiều người dùng ưa chuộng như vậy thì chắc chắn sẽ đến từ cái trải nghiệm mà chiếc máy này có thể mang lại. Chúng ta sẽ có ở đây là một con chip mạnh mẽ nhất của nhà Apple ở thời điểm hiện nay là A14 Bionic, khiến các bạn không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì về cái vấn đề hiệu năng. Cùng với đó là chúng ta cũng sẽ có được một cái màn hình tối tân nhất, một cái màn hình xịn sò nhất của Apple. Đó là chúng ta sẽ có một màn hình có kích thước là 6.1 inch, một kích thước khá là vừa phải và hợp lý. Và ở đó chúng ta sẽ có tấm nền là Super Retina XDR OLED và chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD Plus. Và cái màn hình này cũng là cái màn hình được trang bị cho những chiếc iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, nên là cái độ xịn sò cũng như là cái trải nghiệm tuyệt vời trên nó thì các bạn không cần phải suy nghĩ. Và chúng ta cũng sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng là 2815 mAh và có sạc nhanh là 20W. Với viên pin này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong vòng một ngày với những cái tác vụ cơ bản thông thường. Và nếu như các bạn xem phim hay là chơi game nhiều mà máy hết pin giữa chừng thì các bạn hoàn toàn có thể đem đi sạc, và với sạc nhanh 20W thì các bạn cũng không cần phải đợi quá lâu để máy có thể sạc đầy pin. Và chiếc iPhone 12 này thì giá của nó sẽ rẻ hơn so với iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, nếu các bạn phải chấp nhận một vài những cái thiếu hụt trên chiếc iPhone 12 này. Ví dụ như là khung viền của chúng ta sẽ chỉ là khung viền nhôm chứ không phải là khung thép không rỉ. Cùng với đó thì cụm camera chỉ là cụm camera kép và thiếu một camera tele. Và mình nghĩ những cái đó cũng không phải là quá quan trọng, cũng như là những cái cắt giảm này cũng khá là hợp lý khi chiếc iPhone 12 của chúng ta các bạn có thể mua tại những chuỗi hệ thống của Clickbait với mức giá là hơn 19 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Và chiếc máy tiếp theo góp mặt trong danh sách này đó chính là chiếc iPhone 12 Pro Max. Và chiếc iPhone 12 Pro Max này thì đang có mức giá là hơn 29 triệu đồng tại các chuỗi hệ thống của Clickbait. Và chiếc máy này góp mặt trong cái danh sách top những chiếc máy được bán chạy nhất thế giới ở thời điểm hiện nay thì mình cũng không thấy có gì là lạ cả. Bởi vì bây giờ các bạn ra ngoài đường thì các bạn cũng thấy là rất là nhiều người sử dụng những chiếc iPhone 12 Pro Max này. Thứ nhất là chiếc iPhone 12 Pro Max này nhìn rất là đẹp, rất là sang. Như các bạn cũng có thể thấy là những ca sĩ, những diễn viên, những người nổi tiếng thì rất là nhiều người đang sử dụng chiếc iPhone 12 Pro Max này. Và cái lý do tiếp theo thì nó nằm ở cái tâm lý đi mua hàng của người dùng. Giờ mình ví dụ đi, ví dụ như các bạn có nhiều tiền một chút, các bạn dư giả về mặt kinh tế một chút mà muốn đi mua những chiếc iPhone mới thì mình chắc chắn các bạn sẽ muốn mua những chiếc điện thoại xịn nhất, những chiếc điện thoại cao cấp nhất, những chiếc điện thoại full option. Và vì thế nên là chiếc iPhone 12 Pro Max này được rất là nhiều người ưa chuộng. Còn về những cái trải nghiệm trên chiếc iPhone 12 Pro Max này thì cũng không có gì phải bàn cãi nữa. Đây là chiếc điện thoại xịn nhất, chiếc điện thoại tốt nhất, chiếc điện thoại cao cấp nhất của nhà Apple ở tại thời điểm hiện nay. Đó là tất cả những cái đó các bạn không cần phải lo lắng về điều gì cả. Và chiếc máy nằm trong top 3 trong danh sách này đó chính là chiếc iPhone 12 Pro. Chiếc máy này thì nó sẽ xịn hơn iPhone 12 một chút và nó sẽ là một phiên bản cắt giảm đi một chút so với chiếc iPhone 12 Pro Max. Và chiếc máy này tính ra thì nó cũng được trang bị tất cả những cái công nghệ mới nhất, những cái công nghệ xịn nhất của nhà Apple. Và mình nghĩ là chiếc iPhone 12 Pro này khá là phù hợp đối với những bạn nam đang có nhu cầu mua những chiếc iPhone thuộc bộ iPhone 12 series. Bởi vì theo mình nghĩ đi thì chiếc iPhone 12 Pro Max thì nó khá là lớn, nên là nếu mình đi ra ngoài đường mình bỏ vào trong túi quần thì nó sẽ hơi bị cộm, nó hơi bị cấn, hơi bị khó chịu. Trong khi là iPhone 12 Pro nó cũng được trang bị những cái công nghệ xịn sò gần như là iPhone 12 Pro Max, nhưng mà nó có một cái kích thước nhỏ gọn hơn, một cái kích thước hợp lý hơn. Nó chỉ thua iPhone 12 Pro Max ở một cái điểm, đó chính là màn hình của nó sẽ nhỏ hơn một chút và pin của nó sẽ ít hơn một chút so với iPhone 12 Pro Max mà thôi. Và giá của nó cũng mềm hơn so với iPhone 12 Pro Max nữa. Những chiếc iPhone 12 Pro này thì đang được bán tại Clickbait với mức giá là khoảng hơn 26 triệu đồng. Và chiếc máy cuối cùng nằm trong danh sách này đó chính là chiếc iPhone 11. Theo mình thì mình khá là bất ngờ bởi vì chiếc iPhone 11 nằm trong danh sách bán chạy này.
Vì theo mình thì mình khá là không thích cái màn hình của chiếc iPhone 11 khi chúng ta chỉ có một màn hình là IPS LCD, kích thước là 6,1 inch và độ phân giải chỉ là HD+, và mình rất không thích cái màn hình trên chiếc iPhone 11 này. Nhưng mà mình nghĩ đối với những người dùng cơ bản, thông thường, những người dùng không quá quan tâm về cái mặt thông số thì có thể là cái màn hình trên iPhone 11 này cũng đã đủ sử dụng, cũng đã cho được người ta những cái trải nghiệm là khá tốt rồi. Trong khi đó thì tất cả những thứ còn lại, ví dụ như là cấu hình đi, thì chúng ta sẽ có ở đây là con chip A13 Bionic. Và với con chip này ở thời điểm hiện nay thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng rất là mượt mà và trơn tru đối với những cái tác vụ cơ bản thông thường, và các bạn cũng có thể hoàn toàn thoải mái chơi được những cái tựa game phổ biến hiện nay, ví dụ như là Liên Quân, Tốc Chiến hay là PUBG vân vân. Còn những cái trải nghiệm khác, ví dụ như là thời lượng pin, thì chúng ta sẽ có một viên pin có dung lượng là 3110 mAh cho các bạn có thể thoải mái sử dụng trong cả một ngày dài. Còn camera thì chúng ta cũng sẽ có cụm hai camera giống iPhone 12, là một camera chính và một camera góc siêu rộng. Với camera này thì mình nghĩ là nó có thể đáp ứng đủ cho các bạn trong những cái nhu cầu chụp ảnh rồi. Và chiếc iPhone 11 này, trừ cái trải nghiệm màn hình của nó mà mình không thích lắm ra, thì tất cả những thứ còn lại thì mình đều thấy là nó rất là tốt. Và chiếc iPhone 11 này còn đang được khuyến mãi tại các chuỗi hệ thống của Clickbuy với mức giá chỉ khoảng hơn 13 triệu đồng cho máy mới mã VNA. Và trên đây là những chiếc iPhone nằm trong top những chiếc điện thoại được bán chạy nhất vào những tháng đầu năm của năm 2021. Và các bạn nghĩ sao về những chiếc máy này? Hãy để lại comment, ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho YouTube của Clickbuy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.